con xe để chở gạo. Điều thế. Thế ôi thật. Ủa chị săn con xe máy hả? Ồ điều là mất lộc. Em mới nhớ để cho anh Linh hai bao gạo nhá. Chị có hàng... mời Linh đâu? Chị ăn cờ với Linh thì làm sao mà ai nuôi em nổi? Đi chị nói mời thì đi thôi. Không trừ Linh ra nhá. Linh. Dịch sang một bên đi, ăn một phát là không còn sầu riêng bán. Mà ăn không là sao? Rồi mời Linh nhá. Chưa gì ngon gì đâu. Ngon em ơi. Đào ấy nhỉ. Dẻo nhỉ. Ừ. Dẻo ngon, cái này em ăn buổi. Xin lỗi mọi người nhá. Bao nhiêu bao? Có, cho em hai bao, lát nữa để lại nhá. Dạ. Thằng trưng bày. Em thì được đấy, chị tặng luôn. Được mà. Không mà chị có thì cũng cho luôn, không có cũng nói không có. Trái ngược với sự kém duyên của O Huyền sầu riêng, netizen lại hết lời khen ngợi trước đại diện của nhãn hàng gạo, được nhiều người gọi vui là chị bán gạo vì có những hành động rất tinh tế với hàng Du Mục và Quang Linh Vlog để giới thiệu sản phẩm. Không so sánh sẽ không có đau thương. Drama giờ hành chính nói trên xuất phát từ phiên livestream của hàng Du Mục ngày 7 tháng 7 vừa qua. Nhiều cư dân mạng không ngừng xôn xao trước hành động được coi là kém duyên của đại diện nhãn hàng sầu riêng. Cụ thể, dù số lượng sầu riêng được bán ra rất nhanh nhưng người xem vẫn không khỏi bức xúc trước việc người đại diện này, O Huyền sầu riêng, liên tục 5 lần 7 lượt nói những lời nói kém duyên dáng đối với Quang Linh Vlog như chê anh ăn nhiều, nên gạch mặt, nói anh đừng ăn nữa hay thông báo sẽ không mời Quang Linh tới lễ hội sầu riêng vào tháng 8 tới vì ăn quá nhiều. Thêm vào đó, người này không hề vui vẻ mà nét mặt rất nghiêm túc, không có vẻ gì là trêu đùa khiến nam YouTuber có biểu cảm xịt keo, anh chàng không phản ứng lại nhưng nét mặt hơi sượng chân. Rồi em cảm ơn chị đã xuất hiện trên live, cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Chiều nay nhé. Dạ, chiều nay gặp nữa hả? Làm hữu khả. Ok. Ok chị. Dạ rồi, cảm ơn chị. Chắc phiên sau có nữa anh. Em nghe trao đổi riêng là phiên sau chắc có nữa rồi đó. Đó. Rồi, cái này xuống nha, cái này xuống nha. Ờ, cái này chị xuống. Ok chị. Cái này nha mọi người, ví dụ như ngoài cái việc mà mọi người mua về để mọi người nấu ăn ra thì mọi người có thể mua về để mọi người tập tạ nha mọi người. Đó, mình tập tạ, đó. Đấy nhá.